Xin chào mọi người. Hôm nay mình giới thiệu tới mọi người dòng máy giặt công nghiệp được ưa chuộng nhất thị trường hiện nay. Có công suất giặt từ 25 cho đến 30 kg trên một mẻ đồ khô. Và từ 250 kg đến 300 kg đồ trên một ngày. Đấy, chăn thì có thể giặt từ 50 cho đến 70 cái chăn trên một ngày. Thì lý do vì sao mà cái dòng sản phẩm này mình bảo là ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay? Đó là cái đầu tiên, đó là cái máy giặt này nó đang được sử dụng cái công nghệ lồng treo. Công nghệ lồng treo là cái công nghệ tiên tiến nhất hiện nay trên thị trường. Đấy. Thì cái công nghệ lồng treo này giúp lắp đặt ở mọi mặt bằng. Có thể lắp đặt ở dưới nền nhà hoặc là dựa ở trên tầng, và nó giúp cho chúng ta tiết kiệm cái chi phí đổ bệ bê tông, tiết kiệm cái chi phí lắp đặt này. Và cái máy này nó có khả năng tiết kiệm 30% nước so với các dòng máy giặt công nghiệp khác. Đấy. Điện có thể tiết kiệm tới 25%, 25% so điện năng so với các dòng máy giặt khác cùng công suất này. Và mọi người lưu ý là khi mình đi mua máy giặt công nghiệp thì có một cái vấn đề đặc biệt chúng ta cần phải quan tâm, đó là nực gờ của máy, nực gờ phát của máy. Thì dòng máy giặt này nực gờ có thể đạt tới hơn 400. Thì nực gờ nó là yếu tố quyết định đến cái độ khô của đồ vải và quyết định tới cái đồ có giặt sạch hay không. Đấy, thì máy này được sử dụng, tiếp nữa là máy này sử dụng với công nghệ biến tần thông minh hiện đại nhất hiện nay. Đấy, thì công nghệ biến tần đấy nó giúp bảo vệ động cơ này. Và cũng là một cái yếu tố để giúp tiết kiệm điện so với các dòng máy giặt khác này. Và công nghệ biến tần thì có thể thay đổi cái tốc độ của máy giặt một cách dễ dàng. Thì nó sẽ phù hợp với nhiều loại đồ và giúp cho cái quá trình cân bằng động của máy lồng treo được tốt hơn, thì giúp kết cấu của máy tốt hơn. Đấy. Thì tiếp theo nữa, cái hệ thống bi-phớt của máy giặt này, thì cái hệ thống bi-phớt và trục của máy giặt này, thì cái trục của nó được sản xuất trên cái công nghệ tôi cao tần, đó là một cái công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay. Và ngăn giữa nước và trục và bi-phớt thì có cái lớp phớt hai lớp, thì ngăn tuyệt đối nước, không không cho nước vào trong cái ổ bi của mình, thì giúp cho cái bi trục của nó không bị bào mòn sau quá trình sử dụng lâu dài, thì nó sẽ độ bền của nó sẽ cao hơn. Đấy. Hệ thống lồng giặt và vỏ máy toàn bộ là bằng inox 304. Đấy, thì nó sẽ tránh được cái sự ăn mòn từ hóa chất. Vì máy giặt này chúng ta giặt thì thường xuyên phải sử dụng hóa chất để tẩy đồ, thì an toàn tuyệt đối này với hóa chất này, và tránh sự ăn mòn của những cái yếu tố bên ngoài tác động đến, giúp cái tuổi thọ của lồng giặt và vỏ máy tới trên 50 năm. Đấy. Có một cái điều đặc biệt muốn giới thiệu qua mọi người nữa, đó là về cái chương trình giặt của dòng máy giặt công nghiệp này, thì nó được ứng dụng bằng màn hình thông minh này, và chương trình giặt có tới trên 30 chương trình. Đấy, thì trên 30 chương trình thì chúng ta có thể cài đặt phù hợp với rất nhiều loại đồ, như thể giặt quần áo này, thì quần áo len, áo dạ, hoặc là giặt đồ khách sạn này, hoặc giặt đồ bệnh viện này, hoặc là giặt chăn này. Thì nó khả năng giặt của nó rất là đa năng. Đấy. Và chiếc máy giặt này thì còn có cả đèn led chiếu sáng thông minh nữa, để luôn soi được cái đồ ở trong lồng, để chúng ta kiểm soát được cái chất lượng giặt của máy. Và có một cái điều đặc biệt hơn nữa, cái dòng máy giặt này thì các tính năng của nó rất là nổi trội. Đấy, nhưng mà có một điều đặc biệt, đó là giá thành của nó hiện nay đang là rẻ nhất so với tất cả các loại máy có cùng công nghệ lồng treo. Đấy. Thì dòng sản phẩm này đang được bên công ty mình phân phối. Mọi người nếu mà có nhu cầu tư vấn chuyên sâu về dòng máy giặt này và mua sản phẩm, thì vui lòng liên hệ tới công ty Dâu Ăn Việt Nam, thì sẽ được các bạn chuyên viên tư vấn chuyên sâu về về các dòng máy và công suất, để cho mọi người người hiểu rõ hơn, và sẽ tư vấn phù hợp, setup phù hợp với lại nhu cầu của mọi người. Xin chào mọi người.